Xin chào thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Thanh Tuấn, mã số sinh viên 1415 1117, học lớp thực tập vi sinh lý sáng thứ ba. Hôm nay em xin trình bày bài tập về nhà. Bài tập 3 là vẽ và mô phỏng mô đun mã trạng phím kết hợp với bốn nét bay đoạn. Yêu cầu là ban đầu bốn nét bay đoạn hiển thị bốn dấu gạch ngang, và mỗi lần nhấn một phím thì phím đó được dịch vào bốn nét bay đoạn từ bên phải. Và đây là phần cứng, em đã vẽ sẵn, gồm có bit 18F4550, một IC chốt 74HC573, 4 IC 74HC595. Đây là IC giải mã 264 74LX138. Đây là một ma trận phím, 10 gồm có 16 phím, 4 x 4. Ở đây em dùng bốn lấy bảy đoạn a nấu chung. Đây là phần code. Đầu tiên ta khai báo thư viện BitKit, khai báo thư viện cho ma trận phím, khai báo một cái biến ngã phím và bốn biến gọi là T1, T2, T3, T4. Trong chương trình chính thì setup bộ sẽ chốt và set trig B 0x3C là để khai báo chân ngõ vào, là nút nhấn cho bậc B, và cho T1, T2, T3, T4 bằng 0x BF, thì BF là chính là cái mã của dấu gạch ngang, và sau đó xuất bốn dấu gạch ngang ra bốn lấy 7 đoạn. Trong quay chu thì cho mã phím bằng K 4x4 đâu, thì mục đích là để lấy khi mà nhắn này lấy giá trị của từ bàn phím gắn cho mã cái biến mã phím, và khi mà biến mã phím được nhắn thì led lần lượt led sẽ được dịch vào, nghĩa là led thứ tư sẽ lấy giá trị từ led thứ ba, led thứ ba giá trị từ led thứ hai giá trị từ led thứ nhất, và led thứ nhất sẽ lấy giá trị từ mã phím, nghĩa là khi nhấn vào thì giá trị của mã phím sẽ được dịch dịch từ phải qua trái, và sau đó xuất ra bốn lấy bảy đoạn. Em xin đọc code và chạy mô phỏng. Thì đầu tiên là cho hiển thị bốn dấu gạch ngang, giả sử khi nhấn số 0 thì số 0 sẽ bắt đầu từ bên phải, và nếu như ta nhấn tiếp một phím nào đó thì số 0 sẽ được dịch qua bên trái và phím đó sẽ thay thế cho số 0 như phím số 1. Số 1 và số 0 sẽ được dịch qua rồi, số 1 sẽ thay thế cho số 0 lúc nãy. Ví dụ như ta nhấn chữ F thì F sẽ thay thế cho số 1 và 0 sẽ được đẩy qua. Ví dụ nhấn chữ A và cứ như thế thì cái mã phím giá trị phím sẽ được nhắn, sẽ được dịch 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 qua, nhắn phím số 6, số 6 sẽ được thay thế vào, được dịch vào bên phải. Bài tập về nhà của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.